Đây là hình ảnh từ trung tâm điều hành chỉ huy đô thị thông minh thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã tích hợp hơn 1.000 camera, trong đó nhiều camera lắp đặt trên các trục đường ở thành phố. Những camera này có thể nhận dạng mặt người để tìm kiếm khi cần thiết. Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, những camera này được thiết kế ở những tầng cao thấp khác nhau, có thể giúp quan sát được mọi sự cố ở các tình huống khác nhau. Khi có một sự cố nào đó về giao thông, an ninh trật tự, thì hình ảnh camera này được hệ thống phân tích và tự động báo về trung tâm điều hành để người trực xem xét, xử lý, phân tích hình ảnh, nhận dạng khuôn mặt. Khi muốn giám sát một người, sau khi hệ thống camera được thiết lập, chỉ cần người đó xuất hiện ở một hệ thống camera nào đó, thì hệ thống tự nhận diện và báo về trung tâm điều hành. Các tính năng phát hiện đám đông, tụ tập, nhận dạng phương tiện, hành vi bạo lực, an ninh trật tự cũng được thiết lập như vậy. Hệ thống camera này được phục vụ cho trung tâm điều hành và trong tình huống cần thiết có thể chuyển thành trung tâm chỉ huy tình huống khẩn cấp vì đã sẵn sàng kết nối với trung tâm chỉ huy camera của công an.